Sau khi đổ bộ, bão số 6 hiện đã suy yếu thành vùng áp thấp trên biên giới Việt-Lào. Tại một số địa phương miền Trung đã có thiệt hại, song không có thương vong về người. Từ chiều qua, mưa lớn kèm theo lốc xoáy xảy ra ở huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, khiến hàng loạt cây xanh đã ngã đổ, nhiều nhà dân bị tốc mái, sập tường. Bão cũng đã gây ra mưa lớn ngập một số tuyến đường tại thành phố Quảng Ngãi. Trong khi đó, tại xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, lốc xoáy đã làm tốc mái ít nhất 5 ngôi nhà. Còn tại xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, lốc xoáy cũng làm tốc mái nhà và gây thiệt hại nhiều nhà dân và trường học. Còn tại tỉnh Kon Tum, nước lũ gây ngập lụt ở các vùng trũng thấp thuộc một số huyện và thành phố Kon Tum. Dự báo trong 24 giờ tới, trên địa bàn tỉnh Kon Tum tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to. Ngoài những thiệt hại ở đất liền thì trên đường vào bờ tránh bão số 6 đêm qua, một tàu cá Bình Định đã bị đâm và khiến cho hai thuyền viên mất tích. Cập nhật tình hình đến thời điểm hiện tại ra sao, chúng ta hãy cùng chờ đợi những thông tin đến từ biên tập viên Thời tiết Xuân Anh. Xin mời chị Xuân Anh. Vâng, cho tới thời điểm hiện tại thì theo như thông tin của Tổng cục Phòng chống thiên tai, chúng ta vẫn chưa tìm thấy hai ngư dân đang bị mất tích của tàu cá Bình Định có số hiệu là BD91549TS, và lực lượng bộ đội biên phòng thì đang khẩn trương để tìm kiếm các nạn nhân. Và sau bão thì sóng gió ở vùng biển Bình Định cũng đã giảm rồi. Tuy nhiên thì dự báo là trong đêm nay trời vẫn sẽ tiếp tục còn có mưa dông, và kèm với đó là nguy cơ xảy ra lốc xoáy, gió giật. Phải từ ngày mai thì mưa mới có thể là ngớt hẳn, và hy vọng rằng là việc cứu hộ cứu nạn sẽ sớm có kết quả. Còn về diễn biến thời tiết trên đất liền thì vào hôm nay vùng mưa lớn đã dịch chuyển ra ở khu vực Bắc Trung Bộ và ở Bắc Bộ. Dự báo là mưa sẽ còn tiếp tục duy trì cho đến hết ngày mai. Đối với khu vực Thanh Hóa cho tới Hà Tĩnh, lượng mưa sẽ khoảng từ 70 cho tới 120mm và có những nơi còn trên 150mm. Ở khu vực Bắc Bộ thì vùng đồng bằng, ven biển cũng như là tại Hòa Bình, phía nam của Sơn La, lượng mưa phổ biến sẽ là từ 40 đến 100mm. Mưa to liên tục 2 ngày thì bên cạnh là ngập úng ở vùng trũng thấp thì nguy cơ rất cao có thể sẽ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi của khu vực Quảng Ninh, Sơn La, Hòa Bình và từ Thanh Hóa trở xuống đến Hà Tĩnh. Khi có mưa to, quý vị hãy cảnh giác và lập tức di rời nếu như nghe thấy tiếng cây gãy đổ, đất đá va chạm vào nhau. Hoặc là khi chúng ta nhìn thấy các vết lún, vết nứt trên mặt đất, tường nhà và cây cối thì nghiêng dần. Vì đó chính là những dấu hiệu của một trận sạt lở đất sắp xảy ra.